Con, rồi con tên gì con? Con tên gì? Thưa cha, con là Đỗ Ngọc Phú. Mấy tuổi? Thưa cha, con 6 tuổi. Con ôm cái gì? Con heo. Ôm con heo to hơn con nữa. Con heo trong này có cái gì? Có tiền. Tiền này để làm gì? Con heo để làm gì đây? Để làm bác ái. Rồi, cho mời trong hóa tay cho anh xem. Chú nói, ai gieo nhiều thì gặt, gieo ít thì gặt, gieo heo thì gặt. Chú ba mới bảo gieo heo thì gặt lợn. Gieo lợn thì gặt heo rồi. Thưa anh chị em, đây là một hình ảnh của một đứa bé dám chấp nhận là hạt lúa mục nát đi, dám hy sinh những đồng tiền của mình để giúp cho các bạn nghèo. Rồi con để dưới chân Chúa đi, dưới chân Thánh Giá nghiệp để đó. Rồi con. Dạ thưa cha, con là Maria Phạm Thị Thu Huyền, con ở Đồng Nai ạ. Con được một ơn lớn đó là những lúc con gặp khó khăn thì con cảm thấy con có Chúa luôn ở bên mình con ạ. Chúa che chở con. Có một hôm con gặp khó khăn thì con thấy chán nản và thất vọng thì con nghe có được một tiếng vọng ở trong lòng con là có ta. Từ lúc đấy con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì trong cuộc sống của con luôn có Chúa. Và con cảm thấy rất hạnh phúc và con tạ ơn Chúa. Dạ con trai con. Dạ bé 6 tuổi. Vâng, là rồi con tập đó để dành tiền như thế nào? Dạ con bảo bé đi học thì mình có 10 ngàn thì mình ăn chừng 2-3 ngàn thôi. Rồi mình để dành nút heo để quyên góp cho những bạn nghèo gặp khó khăn hơn con. Là mỗi con lớn lên con có đi tu không? Dạ có. Rồi cho một tràng hóa tay thật to thưa anh chị em. Rồi gieo heo thì gặp lòng thương xót à, chứ không phải gieo heo thì gặp lợn đâu à. Gieo heo thì gặp lòng thương xót. Đây gửi tặng cho cha tương lai cái máy 300 bài giảng mai mốt để cha đi giảng lòng Chúa thương xót nhá. Dạ. Rồi đây gửi tặng cho con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đứng mà con bảo là trong những lúc khó khăn nhất thì con vẫn còn có Chúa ở trong con. Có một tiếng nói ở trong lòng con, có ta đây đừng sợ. Đấy là cái ơn rất lớn thưa anh chị em. Nếu mà không có đứng ấy, Lorenzo làm sao mà dám đem hết tài sản mà phân phối cho người nghèo rồi sẵn sàng chịu chết như vậy. Lorenzo làm cái điều đó vì Lorenzo biết rằng những gì mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa. Rồi cảm ơn chúng con. Rồi con lên đây con.